Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Phường Âu Trợ Dừa quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân phường Âu Trợ Dừa đã quyết liệt tuần tra, kiểm soát, lập các chốt chặn, chốt vùng xanh để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về quy định về phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, phường thường xuyên truyền sâu rộng thông tin về dịch bệnh tới từng tổ dân phố, khu dân cư, nhà chung cư để người dân có ý thức chấp hành. Chiều ngày 17 tháng 8, tại địa chỉ 166 Hào Nam thuộc phường Âu Trợ Dừa, thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động từ thiện tự phát, không đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường Âu Trợ Dừa đã có mặt kịp thời và chỉ đạo lực lượng chức năng giải tán đám đông để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến 14 giờ chiều ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Âu Trợ Dừa đã mời nhóm từ thiện lên làm việc về tổ chức hỗ trợ và phát quà từ thiện cho các hộ dân gặp khó khăn. Được biết, nhóm từ thiện này do anh Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1973, là trưởng nhóm. Nhóm tổ chức với mục đích trao quà, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội, tuy nhiên lại không đảm bảo được việc giãn cách, hoạt động không thông qua chính quyền, cho nên dẫn tới tình trạng lộn xộn. Sau quá trình làm việc với phường Âu Trợ Dừa thì nhóm từ thiện đã hiểu rõ về việc làm không đúng cách của mình và xin rút kinh nghiệm, lần sau sẽ làm đúng quy định và báo cáo với chính quyền về kế hoạch trước khi tổ chức hoạt động. Nhóm thiện nguyện phát từ thiện đối với cho nhân dân thì Ủy ban phường tôi nắm được. Sau khi tiếp nhận thông tin thì Ủy ban phường tôi đã cử lực lượng chức năng xuống đề nghị là nhóm thiện nguyện dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch, và cũng đã mời về Ủy ban phường để làm việc và hướng dẫn cho nhóm thiện nguyện trong cái công tác phát quà từ thiện cho nhân dân trên địa bàn, hướng dẫn các cái quy trình làm sao đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo cho phục vụ từ thiện cho người dân và đảm bảo trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường Âu Trợ Dừa quan tâm tới cư dân trên địa bàn, thành lập các tổ, các nhóm tuyên truyền đi từng nhà, ra từng ngõ, đến từng khu phố để lên danh sách và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn nhu yếu phẩm cần thiết để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.